Ngày hôm nay giải lá số số 1 bạn là nam này. Bạn này sinh vào năm 1989 tháng 12 ngày 11 dương lịch. Tức là ngày 14 tháng 11 âm lịch năm Kỷ Tỵ vào lúc 10 giờ 45 phút giờ Tân Tỵ. Năm nay 31 tuổi, âm nam, mệnh đại lâm mộc, cục thổ ngũ cục, âm dương thuận lý, mệnh khắc cục và thân cư thê. Trước khi giải thì xem qua một chút về cái bát tự của bạn này. Bát tự của bạn này thì là ngày Ất Tỵ tháng Bính Tý năm Kỷ Tỵ và giờ Tân Tỵ. Tính ra cái ngũ hành bát tự của bạn này thì nó có một chút cái sự mà mất cân bằng giữa các ngũ hành. Thì cái hành mộc, hành hỏa và hành thổ thì đang vượng. Riêng cái hành kim, hành thủy thì đang hơi khuyết một chút. Thì bạn này cần phải bổ sung thêm cái ngũ hành kim và thủy. Mặc dù thì bạn này sinh với cái ngũ hành là đại lâm mộc, tuy nhiên là cái ngũ hành kim là cái ngũ hành khắc ngược với lại cái ngũ hành đại lâm mộc thì cũng đang bị yếu, đồng thời với ngũ hành thủy cũng đang bị khuyết, vậy nên là cần phải bổ sung để tạo ra sự cân bằng giữa các ngũ hành trong bản mệnh. Âm dương thuận lý và mệnh khắc cục thì thân cư thê. Mệnh âm nam đóng tại cung Mùi. Cung Mùi là nơi âm cung mà mệnh là âm nam nên là đóng tại âm cung, nên được cách là âm dương thuận lý. Thì cái những cái người mà âm dương thuận lý là những người mà người ta được hưởng cái thiên thời, tức là mọi việc người ta làm, chuẩn bị làm, bắt đầu làm, đang làm thì luôn luôn sẽ gặp được những sự may mắn, những sự thuận lợi. Thì cái việc âm dương thuận lý thì nó là cái một điểm nhỏ nhỏ khi xét một cái lá số tử vi. Mệnh khắc cục thì đây là một cái điểm bất lợi, là cái kiểu người mà không được cái môi trường, không được cái hoàn cảnh người ta ưu đãi, không được môi trường hỗ trợ cho cái ý muốn của mình, mọi việc đều diễn ra không theo cái đúng cái mong muốn của mình khi bắt đầu làm một cái việc gì đó. Thì mệnh bạn này thì âm dương thuận lý và mệnh khắc cục nên là được hưởng cái cách là được hưởng thiên thời, tuy nhiên lại không được hưởng địa lợi. Thân cư thê thì nam giới mà thân cư thê thì có hai trường hợp xảy ra. Thì cung thê đấy nếu mà là tốt thì sẽ được nhà vợ, còn nếu mà cung thê đó xấu thì nói chung là người đó khổ vì vợ. Thì những người thân cư thê thì khi mà lập gia thất, lập gia đình xong thì cái khoảng thời gian trong ngày người ta thì liên quan tới rất là nhiều so với đến người vợ. Thì tất cả mọi mặt đều liên quan, đều dính dáng tới cái người hôn phối của mình. Xét sâu về mệnh bạn này thì mệnh của bạn này đóng tại cung Mùi, có liêm trinh thất sát tọa thủ, hội tụ với lại kình dương thiên hình tăng môn quan phủ lời đất mộc dục. Thì liêm trinh thất sát ở cái vị trí đóng tại cung Mùi thì nó sẽ đắc địa. Liêm trinh là âm hỏa, thất sát là âm kim. Mệnh có ngũ hành là mộc, mộc sẽ sinh cho hỏa, tức là cái ngũ hành đấy nó sẽ sinh cho cái bộ sa liêm trinh. Liêm trinh nhập về cung Sửu thì cung Sửu này nó cũng cung Sửu này nó sẽ được cái bộ sao liêm trinh nó sinh xuất cho, và cái cung Sửu này lại sinh ngược lại cho thất sát. Thất sát lại là ngũ hành kim khắc với ngũ hành bản mệnh, vậy nên là cái bộ tính chất của cái mệnh của bạn này thì mang tính chất rất là phức tạp, đan xen giữa tính cách của hai cái bộ sao liêm trinh và thất sát này. Lúc thì mang cái đặc tính của bộ sao liêm trinh, khi thì mang cái khả năng của sao thất sát. Nhưng mà nhìn chung thì cái tính cách của bạn này thì đa phần mang theo nhiều cái tính chất là nóng nảy, bộc trực ra ngay bên ngoài. Tuy nhiên là đôi lúc lại trầm tĩnh, suy tư của cái bộ sao thất sát. Về diện tướng thì cái bạn này có cái lưng dài, mặt thì có hơi sắc vàng một chút, mắt thì hơi lồi. Thì khuôn mặt thì lúc nào cũng nghiêm khắc, nghiêm nghị, không cần nổi giận mà vẫn khiến người khác phải dè dặt. Không phải là cái kiểu người mà nhí nhảnh, mà luôn trong tình trạng rất là nghiêm túc. Giọng nói thì khá là ồm và to, là người ăn to nói lớn, thích ăn ngon mặc đẹp, rất biết để ý đến cái vẻ bề ngoài của bản thân mình và người khác. Nói chung là cái kiểu người này thì ưa cái đẹp, thích làm đẹp và luôn chăm chút cho những cái đẹp. Liêm trinh thất sát đồng cung tại Sửu và Mùi. Trong tam hợp của nó có vũ khúc phá quân tại cung Quan Lộc, tử vi tham lang tại cung Tài Bạch và cung xung đối là cung Thiên Di thì có Thiên Phủ. Thì liêm trinh thất sát
là cái bộ sao nó ưa cái sự biến đổi, ưa cái sự biến động, nên nó sẽ ưa những các công việc mà có cái tính chất biến đổi, không ưa những công việc mà luôn luôn phải ngồi một chỗ cố định, thích hợp làm các ngành nghề liên quan tới sự sáng tạo, khai phá. Và điều này thì nó thể hiện rõ nhất ở cái cung quan lộc có vũ khúc phá quân tọa thủ đồng cung tại cung quan. Vậy nên cái người này thích hợp với các công việc làm về nội thất, thiết kế, xây dựng, về vận tải và về cái kiến trúc. Thì ngoài ra thì mệnh liêm trinh thất sát hội thiên hình thì cũng có khả năng làm về các ngành liên quan tới ngành binh nghiệp, liên quan tới cảnh sát, lực lượng điều tra, thẩm phán. Tuy nhiên là trong cái mệnh của bạn này không hội tụ đầy đủ bộ binh hình tương ấn, không đầy đủ các tố chất để trở thành cái người làm binh nghiệp. Vậy nên là lên theo những cái công việc liên quan tới thiết kế, kiến trúc, nội thất, xây dựng, vân vân. Thì liêm trinh thất sát là cái bộ sao chủ về cái sự nóng nảy, sự bộc trực, hội thêm thiên hình tọa thủ tại mệnh thì là cái người mà cực kỳ là khó tính, cực kỳ là gay gắt. Liêm sát thì nó nóng giận thất thường rồi, nay gọi có thêm một thiên hình nữa thì tính nó lại nóng, lại càng thêm nóng. Và cái thiên hình thì chủ về cái việc mà ngày bé thì rất hay bị bố mẹ cho ăn đòn vì nghịch ngợm và cái tội lì lợm. Tuy nhiên này, thiên hình nó cũng chỉ ra cái sự tận tụy trong cái công việc, sự say mê trong công việc, rất là thích khám phá, tìm tòi, nghiên cứu một cái vấn đề gì đó. Khi mà có một vấn đề nào đó thì mình rất là chuyên tâm vào nghiên cứu và tìm hiểu cho đến khi nào ra kết quả thì thôi. Nhưng mà cái con người này luôn luôn có cái sự mâu thuẫn rất là lớn khi mà thiên hình mới đồng cung với lại mộc dục. Thiên hình thì nó sẽ chủ về cái sự tận tụy, sự đam mê công việc, còn mộc dục thì nó thiên về một cái sự thay đổi cả thèm trong chán là sao mộc dục. Vậy nên là người này thì chỉ nên làm một công việc, nếu làm ôm đùm một lúc quá nhiều công việc thì sẽ khó có thể thành công được. Và mệnh nằm trong tam hợp của mộc suy tuyệt, tam hợp của tang tuế điếu với tang môn thủ mệnh thì là người sống hơi có chút nội tâm, tính cách thì hơi khép kín, luôn luôn trăn trở và suy tư và rất hay kêu ca về tất cả mọi những cái chuyện xung quanh cái bản thân mình. Mệnh có mộc dục thì là cái người mà rất là ưa sạch sẽ, ưa trưng diện làm đẹp, thích tắm rửa. Mộc dục nó cũng thể hiện ra cái tính hơi dâm một chút ở cái cung mệnh này, thích cái chuyện yêu đương, quan hệ thể xác. Tuy nhiên do có thiên hình kình dương nó đóng tại đây, nó ngăn chặn lên cái tính dâm này, nó chuyển sang một chút thành cái chuyện dâm ngầm. Kình dương thiên hình tọa thủ thì lưng có một chút gì đó hơi gù. Và tam hợp của mệnh tài quan hội tụ đầy đủ tam hóa là có hóa lộc tại cung quan lộc, hóa quyền tại cung tài bạch. Và mệnh thì được cái bộ hóa khoa tại cung huynh đệ nhị hợp sang, vậy là cũng ăn đủ bộ tam hóa. Vậy nên thì lại hội thêm cả tam thái bát tọa nữa thì về cái đường công danh sự nghiệp thì cũng khá là tốt, nhưng đa phần là do cha mẹ hơi khó tính, hơi áp đặt một chút và khó nhờ cậy. Khi mà cung phụ mẫu này vô chính diệu lên này, đa phần phải tự lực cánh sinh trên cái con đường công danh sự nghiệp, lên tự mình tìm kiếm ra cái con đường cho bản thân mình, không nên dựa dẫm vào người khác. Mệnh có phong cáo hội vệ thai phụ hóa khoa thì người này thì cũng có học thức, có bằng cấp, là người tri thức. Và mệnh ở cái thế nhị hợp với lại cung huynh đệ thì sau này thì anh em sẽ ở gần nhau, dựa dẫm lẫn nhau được và nhờ anh em trong gia đình. Mệnh đóng tại cái can tân. Can tân này xét theo tính phi hóa của nó thì nó sẽ phi hóa lộc, theo một chuỗi phi hóa thì nó sẽ hưởng lộc được ở cái cung điền trạch về đất đai, về nhà cửa. Tuy nhiên thì hơi bất lợi một chút về cái đường con cái. Và cái cung mệnh này thì sẽ có một khoảng thời gian này rất là ăn chơi. Tuy nhiên là sau những cái mất mát, sau những cái sự mất mát quá nhiều thì mới tỉnh ra, mới quay trở lại được cái trạng thái ban đầu của mình. Xét cung phụ mẫu này. Cung phụ mẫu thì đóng tại cung thân nơi đất vô chính diệu, gặp triệt lộ và có bộ thiên cơ thái âm chiếu về.
và tiên cơ thái âm đều hãm địa. Phụ mẫu vô chính diệu mà lại có phục binh, tọa thủ tướng quân chiếu về, thì khả năng cao là cha mẹ đã qua một lần đò, thì đương số thì sẽ có khả năng có cái anh em cùng cha khác mẹ hoặc là cùng mẹ khác cha. Khả năng cao thì mình sẽ theo mẹ và mẹ sẽ dễ đi thêm bước nữa. Và cha mẹ có thiên việt đóng tại cung phụ mẫu này thì thường là con trưởng trong gia đình. Dáng người thì hơi gầy, cao, đầu tròn nhưng mà gáy bẹt. Xét hai miền âm dương thì âm dương đều lạc hãm. Thái dương thì đóng tại Tý mà thái âm thì đóng tại Dần. Thì nhìn chung thì tuổi thọ cha mẹ cũng tạm ổn. Tuy nhiên này, thái âm hội tướng quân kiếp sát thì sức khỏe của mẹ hơi kém một chút, thường phải đau ốm mổ xẻ một chút, nhưng tuổi thọ cũng sẽ ổn. Xem cùng Phụng Đức này, Phụng Đức vô chính diệu gặp triệt lộ không vong, có tử vi tham lang chiếu về cung phúc. Thì nhìn chung thì tử vi và tham lang thì đều ưa đóng tại cái cung phúc. Tử vi là cái sao đế tòa đế tinh, còn tham lang là cái nơi thủy tổ, là cái nơi mà cai quản cung Phúc Đức. Đóng tại Phúc Đức thì làm gia tăng thêm cái âm phúc âm phần trong dòng họ. Từ tham hội chiếu có thiên quan long trì quan phù, thì đời trước thì các cụ có cái công sức tạo dựng ra phước báu bằng cách xây dựng đình chùa, làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc tốt. Nhưng mà do hội tụ với cái bộ văn khúc hóa kỵ song hao điếu khách, thế nên là trong họ thì cũng lắm kẻ ăn chơi, nhiều kẻ hay thích hưởng thụ. Đa phần thì họ hàng đời nay thì ít gần gũi với nhau, hay có cái sự mà tranh chấp cãi vã. Ví dụ như là một ngày giỗ thì có thể để hai ba nhà cùng một lúc cúng, điều đó có nghĩa là mọi người trong họ thì đều không có chung cái quan điểm, không có cái người mà đứng lên để lãnh đạo được cái tập thể. Hóa kỵ đóng tại cung Phúc Đức này thì họ hàng thì hay xảy ra cái chuyện cãi vã. Phúc Đức vô chính diệu có tử tham chiếu thì đa phần mồ mả đất đai thì đều ngập, trong xung quanh là nước, phong thủy mồ mả thì khá tốt, đa phần đặt nơi linh thiêng gần đình gần chùa. Phúc gặp triệt thì vẫn còn cái ngôi mộ mà của các cụ ngày xưa bị thất lạc, vẫn chưa tìm lại được. Và cái bộ sao dưỡng này đóng tại đâu thì bản thân mình sẽ phải lo toan ở đó. Đóng tại cung Phúc thì cần phải quan tâm cho cái việc cho họ hàng, cho mồ mả thì mới được phù hộ độ trì tốt hơn được. Điền Trạch thì cái cung Điền Trạch này có bộ sao Thiên Đồng hãm địa gặp Tuần, đóng tại cung Tuất. Thì nhận định đầu tiên về cung Điền này là cái cách mà bản thân mình khó được thừa hưởng cái đất đai từ cha mẹ để lại. Thiên Đồng chủ về cái sự dịch chuyển, về cái sự thay đổi. Đóng tại cung Điền Trạch gặp Tuần thì khiến cho mình nó khó có cái sự tạo dựng được nhà cửa, khá vất vả trong cái thời gian đầu. Sau phải vài ba lần thay đổi nơi ăn chốn ở thì mới yên ổn và tốt lên được. Điền Trạch có Thiên Đồng tọa thủ thì chủ về nhà cửa hơi ẩm thấp, thiếu ánh sáng, thiếu khí trời nên phong thủy nó chưa được vượng. Nó ảnh hưởng khá lớn tới cái cuộc sống sinh hoạt trong gia đình, đặc biệt là cái tuyến tử điền nó xung đối với nhau. Nó ảnh hưởng tới cái phong thủy nhà cửa không tốt thì nó sẽ khiến cho cái việc sinh con nó sẽ khó khăn và sẽ vất vả. Địa thế nó cũng kém thì cũng sẽ dẫn tới sinh ra bệnh tật. Nó cũng là nguyên nhân khiến cho những căn bệnh nó tiềm ẩn trong cơ thể mình nó sẽ dễ dàng có cơ hội được phát tác. Nhà cửa ẩm thấp, thiếu ánh sáng thì cũng có thể do một phần là xung quanh nhà mình trồng nhiều cây cối rậm rạp, hoặc là có nhiều cái chậu cây cảnh, dàn cây quanh nhà nên nó sẽ ngăn cản cái ánh sáng, làm cho cái nhà cửa mình hơi thiếu ánh sáng một chút. Tuy nhiên là điền có hỏa tinh, địa kiếp, linh tinh chiếu về thì trong nhà thì cẩn thận lửa điện, cẩn thận đồ đạc, tránh xa những cái khu vực dễ cháy như là ổ điện, và đề phòng cái việc mà cháy nhà bất ngờ. Và cái cung điền này nhị hợp với lại cái cung tài thì và đóng tại căn giáp phi hóa lộc nhập vào cung mệnh, thì người này có cái lộc về đất đai nhà cửa, và cái việc thường xuyên thay đổi nhà cửa thì cũng có thể có ý nghĩa là người này thì cũng có mang một chút về hơi hướng liên quan tới làm về các mảng bất động sản cũng được.
và liên quan dính dáng tới cái việc mà nhà cửa cho thuê hoặc là sở hữu nhiều cái bất động sản và nay ở một chỗ thì mai ở chỗ khác. Đấy là cũng là cách hợp nghĩa với cái cung điền này. Nhìn chung cung điền này cũng khá là tốt. Cái cung xét cái cung Quan Lộc. Quan Lộc đóng tại cung Hợi có Vũ Khúc phá quân hãm địa gặp Tuần Tuần Trung Không Vong. Vũ Khúc và phá quân hãm địa gặp Tuần thì nó cũng giảm bớt được cái phần nào được cái tính chất xấu xa của các bộ Vũ phá hãm địa này. Thì Vũ phá gặp Tuần thì không ưa làm trong các chốn quan trường, quan lộ. Công danh thì không được hiển đạt nếu mình làm ở trong các cơ quan nhà nước hoặc khu vực sở ban ngành. Vì cái tính chất của bộ Vũ phá này nó không mang cái tính chất là cái sự ổn định. Vũ phá đóng tại cung Quan thể hiện ra đặc điểm công việc của mình nó thiên về các mảng công nghệ. Nó có tính chất đột phá, tính chất khai sáng, khai phá liên quan đến tới công việc có cái sự thể hiện sự kỹ năng, thể hiện tay nghề hoặc các mảng mà liên quan tới thương mại dịch vụ và hoặc là phải kết hợp cả hai cái, vừa sử dụng kỹ năng vốn có của bản thân này, vừa cần phải thương mại hóa kỹ năng đó thì mới phát triển được hết hết cái năng lực của cá nhân mình. Công việc liên quan tới cái việc mà thiết kế nội thất, thiết kế kiến trúc thì cũng rất phù hợp với cung Quan này và có thể khả năng phát triển tốt trong tương lai. Là số này thì có khả năng làm chủ được, có quân, có quyền, có người ăn kè ở, có người giúp đỡ trong công việc, rất hợp cách với cái việc mà tự lực mình có thể mở được nhà xưởng, mở được công ty xí nghiệp hoặc nhỏ hơn một chút là mở ra các văn phòng, cửa hàng để kinh doanh và phát triển. Thiên Diêu đóng tại cung Quan Lộ thì chủ về công việc mình mang hơi hướng mang một chút gì đó phiêu, một chút gì đó nghệ sĩ, tính chất nghệ thuật. Hóa Lộc thì chủ về cái sự hưởng thụ, chủ về cái sự chăm chút trong công việc. Và cái công việc thì nó cũng mang lại rất là nhiều lợi ích cho cái bản thân mình. Và công việc thì mang thường xuyên thì phải di chuyển, mang tính chất động khá nhiều. Do cái Thiên Mã đóng tại Thiên Mã phá quân đóng tại cung Quan. Thì bản này thì cũng rất thích hợp làm các công việc liên quan tới vận tải, hàng không, dịch vụ chuyển phát, cũng du lịch cũng đều rất là tốt. Thái phụ bát tọa đóng tại cung Quan, chủ về cái vị trí cái chức vụ của mình cũng khá là cao. Bát tọa là cái ghế ngồi, thì trong công việc mình có cái vị trí, có chỗ đứng cao trong công việc. Tuy nhiên thì những cái nhà doanh nghiệp, những cái nhà mà đầu tư ấy, muốn thành công được thì không chỉ có mệnh tài quan tốt mà cái quan trọng của họ là phải có cung nô bộc tốt, tức là làm sếp thì phải có quân lính, có người ăn kẻ ở, có cấp dưới để sai bảo thì mới có thể làm sếp được. Thì đến sẽ đến cái cung nô bộc này. Nô bộc này đóng tại cung Tý có Thái Dương tọa thủ. Thì Thái Dương đóng tại Tý là cái cách nhật trầm thủy bệ, tức là mặt trời nó bị cái màn đêm của cái cung Tý nó che khuất rồi, chỉ le lói một chút ánh sáng mà thôi. Thì tuy nhiên là cũng có cái điểm mạnh, có cái điểm tốt của cái bộ sao Thái Dương đóng tại cung nô này. Thì Thái Dương cư nô thì nó thể hiện ra bạn bè thì đa phần là cũng khá là nhiều, đa phần là nam giới. Mình chơi với nhiều người giỏi giang, thông minh, thành đạt. Thiên Khôi Long Đức đóng tại cung nô thì bạn bè đều là người tốt tính, tốt với bản thân mình. Và cái cung nô này không chỉ là thể hiện cái bạn bè mà nó còn thể hiện là cái cấp dưới của mình. Nô bộc mà có Thái Dương hội về hóa hữu bật thiên tài Long Đức thì người giúp việc cho mình đều là những người giỏi, người nhanh nhạy, thông minh, có tài, có đức, làm việc có tâm, trợ giúp rất lớn cho mình trong cái công việc, trong cái sự nghiệp phát triển. Xét đến cung Thiên Di. Thiên Di thì nó thể hiện ra rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là thể hiện ra cái con người của bản thân mình. Thì cung mệnh nó thể hiện ra cái chủ thể là cái suy nghĩ, là cái tư duy. Thì còn cái Thiên Di là cái cách hành xử của mình khi mà tiếp xúc với môi trường, tiếp xúc với đại xã hội. Thì thất sát ở mệnh thiên phủ luôn là Thiên Di. Thất sát ở cái vị trí này thì luôn được cái thiên phủ nó kiềm chế lại cái sức phá hoại. Ở đây thì thiên phủ đóng tại cung Sửu là nơi của thổ trung vương. Lại được thêm cái thiên phủ. Thì thiên phủ nó cũng hành thổ thì đóng tại cái cung Sửu này là rất là hợp hợp cách.
Thiên phủ ở Thiên Di, mệnh thì liêm sát Kình Dương. Thì cái bản chất của cái suy nghĩ của cái con người này là luôn luôn nóng nảy, luôn luôn hấp tấp. Tuy nhiên là hấp tấp nóng nảy bao nhiêu thì khi bước chân ra xã hội thì hoàn toàn ngược lại bấy nhiêu. Luôn luôn có cái sự điềm đạm, nhẹ nhàng, chín chắn. Bước chân ra ngoài thì lúc nào cũng phải gọn gàng, tươm tất, chỉn chu. Cái cung Thiên Di này thì cũng thể hiện ra cái việc xuất ngoại rất là tốt. Vì Thiên phủ là nơi thiên kho quốc khố của nhà trời, thì xuất ngoại thì cũng sẽ tạo dựng được tốt cái công danh sự nghiệp của mình. Nhưng mà do mệnh ở đất Tăng Môn, Thiên Di của Bạch Hổ Hoa Cái, phúc gặp triệt hóa kỵ, cho nên là nó cũng ảnh hưởng tới cái phần nào cái việc mà muộn cái đường hôn nhân của mình. Xét đến cung Tật Ách, cung Tật đóng tại cung Dần, có thiên cơ thái âm hãm địa, đóng tại lớp đất bệnh. Cái cung Tật này nó không có tuần triệt án ngữ, đồng nghĩa với việc thiếu đi, giống như cơ thể mình thiếu đi một cái chất kháng sinh nó kháng lại cái bệnh tật, cho nên là có phần đó hơi kém một chút. Cung mệnh có liêm trinh thiên hình, kình dương mộc dục, thì ngay cung mệnh đã thể hiện ra những cái căn bệnh của mình là cái việc mà có thể nóng trong, gan từng kém dẫn tới cái việc nóng trong. Từ đó thì mặt hoặc lưng sẽ thường có nhiều mụn. Ngoài ra thì mộc dục thiên hình kình dương thì rất dễ dính tới các căn bệnh liên quan tới đường sinh dục, đường tiết liệu. Và trên người thì thường có sẵn vết khâu, vết mổ ngay từ nhỏ, do leo trèo, do bị ngã, gãy chân tay hoặc là bị bỏng lửa nước sôi. Tật Ách đóng tại nơi đất bệnh là cái nơi mà nó ươm mầm của các căn bệnh trong người. Ngoài ra thì có một số các căn bệnh khác thể hiện ra, đó là căn bệnh liên quan tới hệ thống xương khớp, hay bị thoái hóa ở các vị trí như cổ hoặc là bị thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra thì liêm trinh tọa thủ tại cung mệnh thì trong người đã sẵn tiềm tàng các cái khối u ở trong cơ thể, thì có thể ở phần đầu hoặc là trên người, nó sẽ chỉ đợi khi sức khỏe kém là có thể phát tác ra mà thôi. Tuy nhiên là Tật Ách thì cũng gặp được nhiều cái bộ sao cứu giải như là Thiên Phúc, Phụng Đức, Quốc Ấn, Tà Phù, thì các căn bệnh nặng sẽ được giảm trừ khá là nhiều. Khi ốm đau bệnh tật thì ra đình, ra chùa, dâng sớ lên kêu cầu thì bệnh tình sẽ thuyên giảm đi phần nào. Nhưng với cái mệnh mà có thiên hình, tật nó có kiếp sát thì không thể tránh được cái việc mà trên người mình sẽ có vết mổ lớn. Cung Tài Bạch, Tài Bạch này thì khá là đẹp. Khi mà đóng tại cung Mão có tử vi tham lang, có hoa quyền, linh tinh tọa thủ. Tham lang thì nó rất ưa cái bộ sao là linh tinh và hỏa tinh. Mà trong cung Tài Bạch này có sẵn bộ sao linh tinh tọa thủ, và cái cung Điền Trạch nhị hợp nó có bộ sao hỏa tinh, thì tạo thành cái cách là tham linh hỏa, là cái cách mà tướng lừng văng danh. Thì cái bộ sao mà tham linh hỏa này thì khi mà vận đến thì tiền bạc nó sẽ đến rất là nhanh chóng. Nhưng với cái cung Tài này thì đi đôi với cái việc mà sau này mình có nhiều tiền, thì cái đồng nghĩa với nó là cái khoảng mình sẽ có cái khoảng thời gian mà ăn chơi mà sẽ phá đi hết tiền của. Vì cái bộ sao tham lang là cái bộ sao về của cái sự thụ hưởng. Tử vi mà đi cùng với tham lang đóng tại cái vị trí cung Mão hoặc cung Dậu, thì hai cái vị trí này là cái vị trí của ông vua, là cái ông vua ăn chơi trụy lạc. Nhất là hội tụ thêm các bộ sao như là Tiểu Hao, Song Hao, Điếu Khách, Văn Khúc, Hóa Kỵ tại cung Phúc Đức chiếu về. Thì đây là cái cách thể hiện ra cái việc của mình sẽ có cái khoảng thời gian mình sẽ ăn chơi về mọi mặt, khiến cho mình sẽ không, đồng tiền không giữ lại được, và lúc đấy mình vừa mất phúc lại vừa mất tiền, mất tài, mất sự nghiệp. Xem cung Phù Thê này, cung Phù Thê này đóng tại Tỵ, có thiên tướng đắc địa, đóng tại đất Lâm Quan. Do cái ảnh hưởng của cái cung Thê Thiếp lòng trong tam hợp của cung Phúc Phối Di, thì từ hai cung Thiên Di và cung Phúc nó cũng sẽ tác động nhất định tới cái cung Phù Thê này, khiến cho mình chậm đi cái khả năng kết hôn, chậm đi cái việc lập gia đình. Thêm nữa thì cái mệnh này để ăn bộ Tàng Hổ, Kình Dương, Thiên Hình,
Trong khi đó lại cung Thê Thiếp thì ăn cái bộ Thái Tuế Đà La Địa Giải thì đây cũng làm gia tăng cái sự chậm muộn trong hôn sự. Nhưng mà khi cũng phải xét đến cái cung Phu Thê này, nó rất là ổn với cái bộ sao Thiên Tướng Đắc Địa Án Ngữ này. Thì Thiên Tướng là cái người vợ là có cái dáng người khá là cao, chân tay thì nhỏ nhắn, cổ cao, lông mày lá liễu, đặc biệt là người vợ rất là chăm và chiều chồng. Thiên Tướng là chủ về cái con người, là tính cách rất là tốt, mặc dù đàn bà nhưng tính khí, tính chất, khí chất như là đàn ông, sống rất là biết lễ phép, lễ nghĩa, trên dưới phải trái. Tuy nhiên là một chút gì đó hơi khoe khoang, và người vợ này rất là có học thức, có khả năng cao làm về các mảng liên quan tới đào tạo, nhất là làm về giáo viên hoặc làm về thầy thuốc hay là thầy giáo, bác sĩ liên quan tới ngành luật trong các cơ quan nhà nước. Thì do thế đứng của cung Phu Thê này ở cái cung là Căn Kỷ Phi Hoa Kỵ nhập vào đúng cung Phúc Thân lại cư Thê, nên là sau khi lấy nhau thì bản thân mình sẽ không ở gần cha mẹ hay nơi ở của dòng họ mà phải tách ra nơi khác để lập nghiệp. Vợ chồng lấy nhau xong thì kinh tế đi lên khá nhanh chóng, vì vì vợ chồng sẽ được hỗ trợ tương hỗ cho nhau về tất cả mọi mặt, về cả kể cả tài chính lẫn tinh thần. Thì Thiên Tướng hội tụ với lại xương khúc quang quý tứ linh, thì vợ chồng thì lặng nặng duyên nặng nợ với nhau, đến với nhau vì ân tình ân nghĩa, là người quen với nhau rất là lâu sau đó mới kết hôn. Và vợ chồng thì rất là hòa thuận, tuy nhiên thì mình sẽ phải nhường nhịn vợ một chút, vì vợ sẽ là người có cái phần át quyền của mình, và mình cũng không thể nào cãi được với cung Phu Thê mà có cái Thái Tuế này. Thái Tuế thì chủ về khả năng ăn nói, cái khả năng ứng biến cực kỳ linh hoạt. Nhìn chung là cung Phu Thê này cũng rất là ổn. Cái cung Tử Tức, xét đến cung Tử Tức này, Tử Tức thì có cái bộ sao Cự Môn hãm địa ở đóng tại cung Thìn gặp địa kiếp. Do cái tính chất của bộ sao Cự Môn là cái bộ sao ám tinh nên nó không thích hợp đóng tại cái cung Tử, mà lại trong cái cung Tử lại hội tụ thêm địa kiếp Quả Tú làm trên đất Thiên La Địa Võng, thì cái việc chậm muộn có con thì cũng phần nào do cái việc mình chậm muộn là thành lập gia đình. Tuy nhiên thì ảnh hưởng của bộ Cự Môn này, Cự Môn địa kiếp Quả Tú này, nó sẽ bị hóa giải khi gặp cái đất Đế Vượng hội thêm Thiên Hỷ Thanh Long Hồng Loan và Nguyệt Đức chiếu về. Thì nhìn chung thì cũng chỉ muộn con một cái một chút thôi, chứ không phải là không có và vẫn có con bình thường. Thanh Long đại cung đóng tại cung Thìn lời Đế Vượng, trong tam hợp thì có Long Đức chiếu về, là cái cách lưỡng long chiếu chầu nó rất là tốt cho cái đường công danh sự nghiệp của con cái sau này. Con cái sau này thì trai gái đầy đủ, trai đầu gái sau, đẻ nhiều nhất được 3 đứa, còn thông thường chỉ được 2 đứa mà thôi. Xét cung huynh đệ này, huynh đệ này có bộ sao Thiên Lương đóng tại cung Ngọ Miếu Địa nơi đất Quan Đới. Thì nhìn chung là cái cung huynh đệ này thì trong nhà sẽ nhiều anh em hơn là nhiều chị em, và đóng tại nơi đất Quan Đới thì thông thường là khoảng 4 đến 5 người. Tuy nhiên là do sát tinh nó đánh phá mạnh vào cái cung huynh đệ này thì khó mà có thể nhiều đến như vậy được. Thì với từng bộ sát tinh một thì sẽ trừ đi 1 người, địa không sẽ trừ đi 1 người, lộc tôn cũng trừ đi 1 người, thiên không 1 người, vậy là 5 trừ đi 3, chỉ còn khoảng là nhiều nhất là 2 người. Địa không thiên không tại cung huynh đệ gặp bộ thiên lương hành mộc, mà địa không với thiên không hành hỏa, nó sẽ đánh phá cái cung huynh đệ này và hội tụ trong cái tam hợp và nhị hợp của cung huynh đệ này. Nó có thêm vụ phi liêm kiếp sát quan quan đới thì chắc chắn là cha mẹ mình sẽ bỏ đi một đốt, hoặc là khi sinh non sẽ bị sảy, sẽ mất đi 1 người, người này là con trai. Thiên lương miếu địa mà nhị hợp với cung mệnh thì như đã nói, tại cung mệnh này thì bản thân mình cũng rất hợp với lại anh em trong gia đình, sẽ được nhờ anh nhờ em. Luận luận hạn năm 2019 này, năm nay 31 tuổi, đại vận đang trong cái đại vận từ 25 đến 34. Đại vận rơi vào cái cung Thê có thiên tướng đắc địa hội
Xương xương khúc khôi việc quang quý tứ linh thì vận này rất là tốt. Vận này thì sẽ có cái chuyện kết hôn, chuyện hỷ tín vào cái cuối cái đại vận này. Theo như vận trình của vòng vận thì tiểu vận rơi vào cái năm 2021. Lúc này thì tiểu vận nó rơi vào cái cung tài bạch, có tử vi tham lang, hội điếu khách, hóa quyền, song hao, hồng loan, nguyệt đức, phong cáo, hóa lộc và nhiều bộ sao khác. Thì cái năm và ngoài ra thì năm 2021 là năm Tân Sửu thì khả năng cao là sẽ có bầu xong và cưới, thì năm đó là năm có cái chuyện hôn sự. Còn năm nay, năm 2019 thì Lưu Tăng Môn nó phát động vào cái cung Thiên Di, Lưu Bệnh Hổ, Lưu Thiên Khốc, Kình Dương phát động vào cung Mệnh, nên năm nay là hết sức cẩn thận trong cái việc đi lại. Năm nay làm rất kém về mọi mặt, có rất nhiều chuyện buồn, phải chi tiêu rất là nhiều tiền mà không thu lại được gì, nhất là phải đi xa nhưng lại không gặt hái được kết quả gì. Sức khỏe vào cái giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch sẽ rất là kém, dễ bị dính tới cái việc mà mổ xẻ hoặc liên quan tới cái tai nạn nghề nghiệp, bị bỏng bỏng lửa, bỏng nước sôi hoặc là bị tai nạn giao thông. Lưu Thái Tuế phát động cung quan thì năm nay có sự thay đổi về công việc, sẽ phải di chuyển nhiều trong cái năm này, và công việc thì luôn luôn gặp những cái chuyện bực mình, rắc rối, tranh chấp trong năm nay. Thì đại vận từ 35 đến 44 thì đại vận rơi vào cung tài bạch, có tử vi tham lang, hộ chiếu, hóa quyền, linh tinh. Thì như nhận định tại cung tài này thì khả năng cao nếu mà đại vận từ 15 đến 24 không xảy ra cái việc mà ăn chơi nghịch ngợm phá phách, thì đến cái năm 45 này thì cái việc mà ăn chơi nó sẽ xảy ra ở cái vận trình này. Vận này thì là cái vận mà đạt đỉnh cao của cái tài vận. Khi ăn vào bộ cung tài nó sẽ phát lên một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. Thêm bộ hóa quyền thì nó sẽ thêm phần quyền, thêm phần uy. Vận trình này thì kinh tế khá giả, tuy nhiên là nếu không giữ mình thì nó sa đà sâu vào việc ăn chơi, dẫn đến có thể là phá hết tiền của. Đại vận từ 45 đến 5 năm thì đại vận rơi vào cung tật ách, có thiên cơ thái âm, rơi đất bệnh. Vận này có lẽ là đã giác ngộ ra nó rất nhiều sau những cái chuỗi ngày mà ăn chơi của cái đại vận trước. Thì vận này nếu biết tu tâm, biết dưỡng tính, tích đức hành thiện thì có thể thay đổi được cái vận mệnh của mình, thậm chí là cần phải biết tới Phật pháp và tu tại gia. Vì cái lúc này sức khỏe nó đi xuống một cách đột ngột, bệnh tình nó lần lượt kéo tới thì dính dáng nhiều tới việc chuyện mổ xẻ, giao kéo, ốm đau, đứng trước cái ngưỡng của cái sự sinh tử, cho nên con người ta mới giác ngộ ra được rất là nhiều điều, mới thay đổi tâm tính. Và cái vận từ 65 đến 74 đại vận rơi vào cung Sửu, có thiên phủ bình địa, gặp tấu thư, hoa cái, bạch hổ, thiên khốc. Ngũ hành của mình là ngũ hành mộc, rơi vào ngũ hành thổ là cái việc là tương khắc gặp thiên phủ, nhưng thiên phủ ở đây lại ở cái thế bình địa, là cái thế yếu nhất của thiên phủ, cũng khó lòng cứu giải được, mà lại ăn ngay các bộ sao xấu chiếu về cái vận trình này. Thì tuổi thọ rơi vào vận trình này có lẽ là kết thúc rơi khoảng từ 66 đến 68 tuổi.